Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình môn tiếng Việt lớp 5 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài 4, viết bài văn kể chuyện sáng tạo. Mời các em mở sách giáo khoa trang 25. Chúng mình cùng nhau học bài nào. Yêu cầu như sau: viết bài văn kể chuyện sáng tạo. Có hai đề. Nhiệm vụ của các em là chọn một trong hai đề dưới đây để làm bài. Đề 1. Viết bài văn kể sáng tạo câu chuyện thanh âm của gió hoặc cánh đồng hoa. Đề 2. Viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật. Đây là một trong hai đề mà các em sẽ được lựa chọn để viết trong tiết học ngày hôm nay. Để chúng ta viết được tốt bài văn, cô giáo hướng dẫn các em. Thứ nhất là các em dựa vào dàn ý đã lập trong hoạt động viết ở bài 3. Viết bài văn theo yêu cầu của đề bài. Lưu ý, khi viết thì các em cần thêm lời kể, lời tả, thêm lời thoại hoặc thay đổi cách kết thúc của câu chuyện. Cần lựa chọn chi tiết sáng tạo, hấp dẫn, thú vị và phù hợp với nội dung của câu chuyện. Lưu ý thứ hai là khi đóng vai kể chuyện thì cần chọn cách xưng hô cho phù hợp và kể tả sự việc theo đúng cảm xúc của nhân vật mà em đóng vai. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhận xét nhanh về cách sáng tạo, cách sử dụng từ ngữ trong 3 đoạn văn tham khảo sau. Đây là 3 đoạn văn mẫu để chúng ta tham khảo về cách viết. Đoạn văn thứ nhất là đoạn văn nói về bài Cánh đồng hoa. Đoạn văn thứ hai là trong bài Thanh âm của gió. Và đoạn văn thứ ba đó là bài Ông lão đánh cá và con cá vàng. Như vậy nếu bạn nào lựa chọn chọn đề 1 thì chúng ta sẽ quan tâm đến các đoạn văn ở trong bài Cánh đồng hoa và Thanh âm của gió. Còn bạn nào lựa chọn đề 2 thì chúng ta tham khảo bài Ông lão đánh cá và con cá vàng. Thứ nhất là về bài đoạn văn của bài Cánh đồng hoa. Chúng mình nghe cô đọc lại đoạn văn nhé. Ngồi tựa vào gốc cây, các bạn nhỏ ngước nhìn bầu trời. Trên bầu trời xanh biếc, muôn vàn ánh mây như đang đùa giỡn, trông thật vui nhộn. Một cụm mây bỗng tách ra, nhìn giống bông cúc trắng khổng lồ. Rồi một cụm mây nữa, trông giống đóa quỳnh tinh khôi. Những bông hoa mây cứ bồng bềnh, khiến mưa hoa phải bật dậy, reo lên. Các cậu có thấy bầu trời như một vườn hoa không? Các em thấy rằng trong đoạn 1 này thì cách sáng tạo đó là thêm chi tiết tả cảnh, đó là tả bầu trời. Sáng tạo thêm lời thoại, đó là các từ ngữ được dùng rất sinh động, giàu tình cảm. Đoạn văn thứ hai đó là bài Thanh âm của gió. Chúng mình nghe cô đọc nhé. Bố bảo, mới nghe chúng tôi kể thôi mà bố đã thích trò chơi ấy rồi. Bố hẹn chúng tôi ngày mai dậy sớm, chạy ra bờ suối, nghe xem gió nói điều gì. Thế là chúng tôi tưởng tượng ra bao nhiêu tiếng gió mà bố có thể nghe được. Tiếng gió cứ lao sao, đưa chúng tôi vào giấc ngủ, lúc nào không hay. Ở đoạn văn thứ hai này thì chúng ta thấy rằng ở đây chi tiết sáng tạo đó là thêm chi tiết cho kết thúc của câu chuyện bằng cách thay đổi cách kết thúc của câu chuyện. Đoạn văn thứ ba đó là bài Ông lão đánh cá và con cá vàng. Chúng mình nghe cô đọc nhé. Đang bơi lội tung tăng trong làn nước xanh mát, bỗng nhiên tôi bị cuốn phăng đi. Tôi hốt hoảng nhận ra mình đã mắc vào một tấm lưới và bị nhấc bổng lên khỏi mặt nước. Trước mắt tôi là một ông lão có nét mặt khắc khổ. Ông nhìn tôi với vẻ thất vọng.
Có lẽ vì trong lưới chỉ có mỗi mình tôi. Ở đoạn 3 này thì chi tiết sáng tạo ở đây đó là đóng vai nhân vật cá vàng để kể lại câu chuyện. Các từ ngữ được dùng thì rất là sinh động để tự bộc lộ cảm xúc và tự kể lại các hoạt động của nhân vật cá vàng. Đó là tung tăng, bỗng nhiên, bị cuốn phăng, hốt hoảng, bị nhấc bổng lên, vân vân. Đó chính là những từ ngữ mà các nhân vật đã tự kể lại các hoạt động của nhân vật cá vàng. Những từ ngữ phỏng đoán cũng được sử dụng khi nói về cảm xúc của nhân vật ông lão. Đó là từ vẻ thất vọng, có lẽ vì. Đó chính là những chi tiết sáng tạo để các bạn có thể làm cho bài văn của mình hay hơn. Bây giờ chúng mình hãy bấm dừng hình. Các em hãy bắt đầu viết bài vào vở ô ly nhé. Các em viết xong chưa? Phần 2 là chúng mình sẽ đọc soát và chỉnh sửa. Thứ nhất là các em sẽ đọc lại bài viết của mình, tự chỉnh sửa lỗi nếu như có. Phần thứ hai đó là chúng mình có thể chia sẻ bài làm với người thân, bạn bè, đọc lại bài của nhau và nêu điều mình muốn học tập của bạn, điều mình muốn góp ý cho bạn. Ví dụ như là mình có thể góp ý về cách giới thiệu được câu chuyện một cách hấp dẫn chưa, thu hút sự chú ý của người đọc hay chưa. Hoặc chúng mình có thể góp ý với bạn là trong câu chuyện bạn đã kể được với chi tiết sáng tạo độc đáo hay chưa, hoặc là có chi tiết độc đáo nhưng mà không làm thay đổi nội dung chính, ý nghĩa của câu chuyện gốc. Đó là cách chúng ta có thể nhận xét cho bạn. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.